Xin cảm tạ quý khán thính giả của Sài Gòn TV tiếp tục theo dõi Góc nhìn trung thực do Bích Trâm phụ trách cùng kinh tế gia đình Xuân Quân. Kính mời quý vị theo dõi phần điểm qua nhân vật trong tuần. Giám đốc của dự án kính viễn vọng James Webb, ông Greg Robinson. Kính thưa quý vị, những hình ảnh đầu tiên từ kính viễn vọng không gian mới có tên là James Webb của NASA đã thật sự làm bùng nổ cả thế giới. Đây không chỉ là kết quả nghiên cứu của hàng ngàn khoa học gia, kỹ sư và kỹ thuật từ 14 quốc gia và 29 tiểu bang của nước Mỹ với mục đích tìm hiểu về lịch sử của vũ trụ, mà còn chứng minh sức mạnh vô song của khoa học. Thưa quý vị, những cái câu hỏi như chúng ta và trái đất chúng ta đang sống có phải là duy nhất? Dải ngân hà có phải là duy nhất và nguồn gốc của loài người là gì? Hay là điều gì xảy ra ngay sau vụ nổ lớn, tức là Big Bang? Thì với những bức ảnh đầu tiên do kính thiên văn James Webb gửi bắt đầu từ trung tuần tháng 7 năm nay 2022 mà được NASA, tức là cơ quan hàng không vũ trụ của nước Mỹ, cùng với đại diện từ cơ quan vũ trụ châu Âu và cơ quan vũ trụ Canada công bố, thì nhân loại đã được nhìn thấy các dải thiên hà đầu tiên hình thành cách đây hơn 13,8 tỷ năm. Vâng, cách đây gần 14 tỷ năm, tức là từ thuở sơ khai của vũ trụ. Và để hiểu rõ hơn sức mạnh của James Webb, thì có người đưa ra một cái ẩn dụ như thế này. Trước đây, các nhà thiên văn chỉ có thể quan sát vũ trụ bằng kính quang học, mà quan sát kiểu này thì cũng giống như là đi xem một buổi hòa nhạc, giao hưởng, và chỉ nghe được có một nốt nhạc duy nhất. Và nay với mắt thần James Webb, trang bị những cái máy ảnh hồng ngoại, thì chúng ta có thể nghe được toàn bộ bản nhạc giao hưởng. Các phát giác của James Webb có thể xác nhận hoặc bổ sung những dự đoán và ý tưởng của các nhà khoa học về nguồn gốc của vũ trụ và cách mà nó phát triển. Và người giúp thực hiện thành công dự án quan trọng này cho NASA, ông có tên là Gregory Robinson, 62 tuổi, cũng là một người đàn ông da màu ở vị trí quản lý cao nhất, vị trí lãnh đạo cao nhất của NASA. Thưa quý vị, ông Robinson là con trai thứ 9 trong một gia đình 11 anh chị em. Ông là con của một nông dân thuê đất để trồng cây thuốc lá. Ông sinh ra tiểu bang Virginia và là người duy nhất trong gia đình ông theo đuổi con đường khoa học và toán học. Ông Robinson có bằng cử nhân toán của Virginia Union University. Ông có bằng cử nhân kỹ thuật của Howard University, kỹ thuật điện. Và ông có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Everett College. Chính một học bổng về thể thao đã mở đường cho ông Robinson vào Virginia Union University, và từ đó ông theo đuổi và dành cuộc đời của mình cho sự nghiệp khoa học. Theo kế hoạch của NASA, kính James Webb lẽ ra đã được phóng vào không gian vào năm 2010, tức là cách đây đến 12 năm, với kinh phí từ 1 cho đến 3,5 tỷ đô la. Nhưng mà chuyến bay bị trì hoãn cho đến 2014, rồi lại trì hoãn thêm 4 năm nữa, là đến 2018, và ngân sách cho chuyến du hành lúc đó lên đến 8 tỷ đô la. Quốc hội Hoa Kỳ lúc đó rất là không hài lòng khi mà NASA cứ tiếp tục vừa trễ mà lại còn đòi thêm tiền, thưa quý vị. Thì ban giám đốc NASA lúc đó mới quyết định mời ông Robinson quản lý dự án, bởi vì ông được đánh giá là một người hội tụ những gì mà dự án nó cần. Ông có kinh nghiệm với cả trăm dự án khác của NASA, kể cả những cái mà đang gặp trở ngại. Và ông có khả năng lãnh đạo và lấy được niềm tin trong một tập thể. Khi ông ấy bước vào phòng hoặc là một bất cứ một nơi nào, cho đến khi ông ấy rời khỏi, thì ông ấy đã biết một nửa số người trong đó. Đó là lời của một vị giám đốc NASA nói về ông Robinson. Thì khi đồng ý đảm nhận giám đốc dự án James Webb, ông Robinson đối diện với rất nhiều trọng trách, và nhiệm vụ lớn nhất là sau nhiều chậm trễ như vậy thì NASA nói là không thể tiếp tục trì hoãn thời gian được nữa. Thưa quý vị, lần thử nghiệm James Webb thất bại trước đó đã cho biết là phải sửa chữa như thế nào để mà các tàu vũ trụ vẫn trụ vững sau những cái rung động rất lớn khi mà cái kính nó được phóng lên không gian. Và các con ốc giữ cái tấm chắn lớn của kính thiên văn không được rớt ra. Đó, thì để khắc phục những cái lỗi lầm đó, những cái sai sót đó,
Dưới sự điều phối của ông Robinson, nhiều nhóm được thành lập và được lãnh đạo bởi những chuyên gia kinh nghiệm. Tất cả vấn đề đều được vẽ lên giấy và những phần giáp nối mà chưa được khớp với nhau thì được tìm ra và được khắc phục. Vào ngày 25 tây tháng 12, 2021, sau nhiều khó khăn và bê trễ, cuối cùng thì kính James Webb được phóng lên không gian từ lãnh thổ Guyana của nước Pháp. Cuộc hành trình không gặp trở ngại và những nhiệm vụ của kính James Webb được triển khai thuần thục. Kính viễn vọng mạnh nhất thế giới, trị giá 10 tỷ đô la này, sẽ nghiên cứu mọi thứ từ hố đen tới sự giãn nở của vũ trụ và nguồn gốc của các ngôi sao xuất hiện sớm nhất. Còn đối với ông Robinson, là người đàn ông da đen hiếm hoi ở NASA, thì nói là ông hoàn thành công việc của mình và ông rất tự hào về điều này. Và ngày nay thì ông chỉ muốn nghỉ hưu để ông bước qua giai đoạn kế tiếp của cuộc đời. Thưa quý vị và thưa Kinh tế Gia đình Xuân Quân, chúng ta cũng chúc cho người đàn ông này có một cái thời gian nghỉ hưu an lành. Phải nói là những cái hình ảnh từ James Webb có màu sắc rất là rõ nét, thật là lung linh huyền ảo, kể cả một bức ảnh của một thiên hà xoắn ốc màu tím mà Bích Trâm rất là thích. Và những cái bức ảnh này, truyền thông nói là nó khơi gợi trí tò mò và chú ý của toàn thể giới khoa học vũ trụ khắp thế giới. Cảm tưởng của ông Quân ra sao? Vâng, cô Trâm nói là trước đó, NASA đã phóng một cái là telescope là Hubble. Vâng. Nhưng mà coi chưa được, họ không có coi xa được, trong khi cái tàu vũ trụ mới này đó thì coi được tới 13 tỷ, 14 tỷ năm ánh sáng. Để tôi muốn nhắc lại để cho quý khán giả nhớ là một giây là ánh sáng có thể đi được 400.000 cây số một giây. Thì quý vị cứ tưởng tượng là 14.000 tỷ năm, nghĩa là những cái gì chúng ta biết ngày hôm nay có thể chưa biết hết. Tại vì còn nhiều cái khác nó chưa tới, ánh sáng nó chưa tới được thì làm sao mà biết hết được. Thì ở đây tôi thấy là không những khi mà đưa ông Robinson lên, tôi phải nghĩa là nghiên cứu về ông ta. Và tôi thấy là ông này đó không những mà phải được khen là người đối với là Sài Gòn TV hay là tất cả chúng ta phải khen, nhưng mà đáng lẽ là ông ta là cái người vừa rồi, tôi nghĩ là ông ta hụt được cái gọi là huy chương của Tổng thống thì mới là đáng. Ông này không những vậy mà tôi muốn nhắc cho quý khán thính giả và là nhiều con cháu người Việt Nam cũng làm cho NASA đấy, biết đâu một ngày nào sẽ có một người nào, tại vì coi một cái chương trình 10 tỷ đô la không phải là dễ. Và ở đây đó họ làm việc với nhiều nước chứ không phải là một nước. Và do đó đó quý vị hiểu là đây là ông này, là ông Robinson này là rất là xứng đáng. Rất là xứng đáng, nhiều khi tôi nghĩ còn xứng đáng hơn nhiều người mà 117 người cũng được tổng thống mới ban giải thưởng đó. Thì đó là tôi mong là một ngày nào đó thì con cháu chúng ta làm ở NASA cũng được lên cái vinh dự mà được lên khen như vậy. Vâng, cảm ơn cô. Và bản tin đã chấm dứt Góc nhìn trung thực. Kinh tế Gia đình Xuân Quân và Bích Trâm xin cảm tạ sự theo dõi quý báu của quý khán thính giả. Kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin kính chào, tạm biệt.